Bảo Long và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi sáng của ngày thứ tư, ngày 21 tháng 2 năm 2024. Loan Lộc xin kính chúc quý vị luôn thật nhiều niềm vui và luôn thật nhiều sức khỏe. Sáng ngày hôm nay, Lộc và Loan nhận được hai tin vui sẽ chia sẻ với quý vị trong bản tin Tìm Người Thân. Đáng lẽ là ngày hôm nay là Loan Lộc nghỉ ngơi, không có lên chương trình, nhưng mà nhận được hai tin vui thì vui quá muốn chia sẻ với quý vị liền. Mà hai tin vui mình nhận được là ngay những ngày mà Loan Lộc bị bệnh mà mình lên đọc tin đó quý vị. Loan Lộc cảm ơn quý vị rất là nhiều đã chia sẻ giùm cho Loan Lộc để mà mình có được tin vui của ngày hôm nay. Hôm nay thì Loan Lộc xin phép chia sẻ hai tin vui đến với quý vị và đọc hai lá thư tìm người thân. Hy vọng ngày hôm nay quý vị cũng chia sẻ giùm cho Loan Lộc với lại cô chú anh chị và các bạn nhiều hơn để chúng ta có thêm được tin vui nữa quý vị nha. Tin vui. Hồng Loan và Bảo Lộc nhận được một cái email đầu tiên là của ngày hôm kia. Cô nhắn là chào hai cháu Hồng Loan và Bảo Lộc. Cô cảm ơn hai cháu có chương trình rất hiệu quả là tìm người thân. Nay cô và người thân đã liên lạc được rồi. Cô cảm ơn hai cháu rất nhiều. Và năm mới, cô chúc hai cháu gia đình hạnh phúc, bình an, vui vẻ và phát triển trong ngành truyền thông. Cô Trần Thị Minh Châu. Dù quá. Dạ, ngày hôm kia thì mình đưa tin của cô lên thì cô cũng đã nhận được tin vui rồi. Mà Loan Lộc chưa có đọc email cô thì ngày hôm nay, ngày hôm qua chứ, Loan Lộc mới đọc email. Thì ngay sau đó lại nhận thêm được một tin vui nữa của lá thư của sáng ngày hôm qua mình vừa đọc đó quý vị. Tin vui. Sáng nay đưa tin Thư Quỳnh tìm bạn Đỗ Lộc. Khoảng 30 phút sau có người gọi lại ngay. Không thể tin nổi là nhanh như vậy. Mặc dù anh Lộc chưa gặp, nhưng người nhà đã nhận được và rất vui khi gặp lại người quen. Vui quá. Cảm ơn Hồng Loan Bảo Lộc. Mong hai bạn khỏe để tiếp tục đọc tin mỗi ngày. Wow. Bữa kia đó, Lộc đọc xong tin này. Lộc đọc xong, hôm nay nghe thấy được tìm người thân được rồi, Lộc mới mừng. Tại vì nghe chữ Đỗ Lộc cứ nghe giống như Bảo Lộc, hết hồn, cũng nhói mới tìm cái. Nhưng mà hên sao là không phải. Nhưng mà cuối cùng đã tìm được anh Lộc. Và sau đây là lá thư tìm người thân của ngày hôm nay. Xin chào Hồng Loan và Bảo Lộc. Nhân dịp năm mới, mình chúc Loan Lộc cùng gia đình an hưởng một năm mới an khang thịnh vượng. Mình xem chương trình hai bạn mỗi ngày, mình rất mến hai bạn. Hôm nay thông qua chương trình, mình mong hai bạn giúp mình tìm một người thân đã mất liên lạc gần 30 năm. Mình tên là Cammy, tìm người thân tên Lê Văn Y, sinh năm 1959. Trước năm 1992 ở New Jersey, sau đó dọn qua Hawaii cùng với vợ và con gái. Có chị tên là Châu, là chị Sue ở Honolulu và em trai tên Tê. Ai có tin tức xin hãy liên lạc với mình qua số điện thoại 714-274-5171. Mong mỗi Loan Lộc sẽ đọc tin này trên chương trình. Mình mong quý vị hãy chia sẻ tin tức này giúp mình. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị năm mới bình an, hạnh phúc. Chân thành cảm ơn Loan Lộc. Chúc gia đình vạn sự cát tường. Cammy. Bà Lộc xin được nhắc lại, Cammy muốn tìm người thân tên là Lê Văn Y, sinh năm 1959, trước năm 1992 ở New Jersey, sau đó dọn qua Hawaii cùng với vợ và con gái. Có chị tên là Châu Su ở Honolulu và em trai tên là Thi. Ai có những tin tức, xin hãy nhắn tin qua số 714-274-5171. Và sau đây là lá thư tiếp theo của ngày hôm nay. Hello Hồng Loan và Bảo Lộc, tôi là Nguyễn Tuyết Hồng, ngày trước ở Phú Nhuận, Sài Gòn, muốn tìm hai bạn học là Nguyễn Mỹ Hoa, có em là Tư hay Quý ở đường Yên Đỗ, Tân Định, và Chu Kim Liên ở xóm Chùa, ngày xưa học trường Văn Lang Tân Định Việt Nam năm 1973-1977. Hai bạn đều lập gia đình vào năm 1978. Nếu bạn nghe được tin nhắn này, xin hãy liên lạc với Hồng qua địa chỉ email hongtuyetnguyen59@gmail.com và số điện thoại là 714-548-8382. Cảm ơn hai cháu Loan và Lộc nhiều lắm. Chúc Loan Lộc nhiều niềm vui và hạnh phúc. Bà Lộc xin nhắc lại, tôi tên là Nguyễn Tuyết Hồng,
trước ở Phú Nhuận Sài Gòn, muốn tìm hai người bạn học là Nguyễn Mỹ Hoa, có em là Tư hay Quý, ở đường Yên Đỗ Tân Định, và Chu Kim Liên ở xóm Chùa, ngày xưa học trường Văn Lang Tân Định Việt Nam năm 1973, năm 1977. Hai bạn đã đều lập gia đình vào năm 1978. Nếu nghe được tin nhắn này, xin liên lạc với Hồng qua địa chỉ email hongtuyetnguyen59@gmail.com hoặc số điện thoại là 714-548-8382. Bảo Lộc và Hồng Loan kính mong quý vị cùng chia sẻ những lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bác sĩ nói Loan Lộc là cái bệnh này là mình bị cái virus nó làm cái vô cái cổ họng của mình á, thì bệnh từ khoảng 4 ngày mới hết bệnh. Hôm nay là ngày thứ tư rồi. Hy vọng hết ngày hôm nay Loan Lộc sẽ khỏe hẳn để ngày mai tiếp tục đưa tin với quý vị. Buồn quá à. Không lên nói chuyện quý vị đưa tin, không biết làm gì, nằm ngủ dùi hoài. Nhưng mà nhờ vậy chắc có lẽ là sức khỏe sẽ hồi phục rất là nhanh. Với lại bác sĩ cũng nói là nếu mà có được niềm vui là hai em mau hết bệnh nữa. Mình nhận được hai tin vui chắc mình sẽ hết bệnh sớm luôn quý vị. Một tin vui thì là đã đỡ rồi. Này, hai tin vui liên tiếp luôn. Hy vọng nó sẽ tốt hơn. Rồi, giờ thêm câu chuyện vui của Bảo Lộc. Câu chuyện vui của Bảo Lộc hả? Hôm bữa có anh khán giả anh lên, anh nói là thôi Bảo Lộc đóng cái tuồng gì mà của chú nghệ sĩ Thanh Hoài đó, chắc là giống lắm. Sáng ngày hôm nay thì cái giọng Lộc Loan cũng hơi đỡ đỡ chút xíu, nhưng mà kể chuyện thì chắc quý vị nghe cũng hơi khó, nên thôi mình đố đi Loan. Đố hả? Đố đi. Đố tiếp tục. Tiếp tục đi, như đố hên hơn á, có hai tin vui liên tục đó Loan. Đúng không? Thì, rồi. Này đố nữa nha, đố Loan, đây là cái gì? Làm nhà khi tuổi về già, khi còn non trẻ lại là món ăn. Đó là cái thứ gì? Đó là cái thứ gì? Đúng rồi. Đó là cái đồ gì? Hay là đó là cái cây gì? Hay là đó là cái gì? Cái thứ gì sao đoán nổi? Gom lại nha. Cây gì? Làm nhà khi tuổi về già, khi còn non trẻ lại là món ăn. 4, 3. Khi còn non trẻ lại là món ăn. Măng hả? Trên... Măng phải không? Hả? Bột măng á. Bột măng là cái gì? Mấy cái bột măng của cái tre đó. Làm nhà khi tuổi về già, khi còn non trẻ lại là món ăn. Là cái thứ gì? Thì cái tre. Cái tre. Chắc không? Cho nó lại đó. Chắc không? Cái tre thì người ta làm nhà, người ta dùng tre người ta làm. Rồi ăn măng, bột măng khi còn nhỏ. Đúng không? Chính xác. Nói về măng, bún vịt xào măng, bún gỏi măng, măng đủ thứ. Măng, măng mà kho cá cũng ngon nữa. Cá thu kho măng cũng thu ngon. Kho măng cá cũng nộp ngon. Kho măng cũng ngon. Cái gì đó? Cái gì măng đó? Giò heo á. Giò heo mà nấu măng cũng ngon. Lộc nghe đói bụng quá đó. Sao đố tự nhiên đố cây mà tự nhiên thành món ăn vậy đó? Còn món này cũng ngon nữa nè. Món gì vậy? Măng xào với lại mắm ruốc. Trời đất ơi, ăn hào cơm dữ. Đúng rồi. Tặng Loan. Mấy cái món đó là Loan thích ăn bởi vì tặng Loan. Ủa, tưởng mới nói măng xào mắm ruốc tặng Loan cho Loan ăn măng xào mắm ruốc chứ. Ăn vô đứt luôn. Câu đố thứ hai. Đố Loan, loại trái cây nào vô tình nhất thế giới? Trái cây nào? Loại trái cây nào vô tình nhất thế giới? 4, 3, 2, 1, rèn. Trái cây ở Việt Nam hay là trái cây nước khác? Trái cây có trên tất cả trên thế giới mà. Nhất thế giới mà Loan. Loại trái cây nào vô tình nhất thế giới? Ở thế giới đều có hết luôn hả? Có. 4, 3, 2, 1, rèn. Cây gì biết dứt liền? Chắc không? Thì biết dứt liền mà chắc. Thua phải không? Ừ. Ừ. Đó chính là trái bơ. Gặp ai cũng bơ hết. Vô tình nhất thế giới. Đúng không? Ai làm gì cũng tỉnh bơ. Ai làm gì cũng tỉnh bơ.
bơ qua bơ lại, mặt tỉnh bơ, vô tình quá. Người ta mới gọi là loại trái cây vô tình nhất thế giới, chính là trái bơ. Ok, ngày hôm nay Lộc và Loan gửi quý vị những bản tin tìm người thân và những chuyện vui nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của Loan và Lộc. Luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sáng mai nha, bảo đảm nha.